Thì hôm nay tôi muốn nói về vấn đề chết của quý vị. Thì nó có hai cách. Một là trọng nghiệp, là quý vị tới giai đoạn thứ ba rồi, định lực quý vị rất mạnh thì chết khỏi cần ban hộ niệm. Nhưng quý vị nên nhớ có ban hộ niệm quý vị vãng sanh cao hơn. Còn những người mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm thì phải cất cần ban hộ niệm. Nhất là người nhắc niệm. Người nhắc niệm phải ngồi kế người hấp hối. Không được rồi. Lúc người hấp hối sắp chết không được rồi. Phải hỏi mẹ ơi mẹ, mẹ có niệm Phật không? Mẹ có niệm Phật mẹ cho con biết. Mẹ lúc bấy giờ yếu rồi đâu có nói được. Mẹ chỉ mỉm cười thôi. Mỉm cười tức là trong người bà rất khỏe, chứng tỏ là hào quang của A-di-đà đã chiếu trong bà để tiếp dẫn. Thành ra bà cảm thấy lâng lâng. Chứ người chết mà không có hào quang A-di-đà nhức nhối vô cùng. Nhớ tới cái nhức chứ không nhớ tới vấn đề vãng sanh, không nhớ tới niệm Phật. Còn cái định lực mình mạnh rồi, lúc đó mình cảm A-di-đà hiện chiếu hào quang vào trong người mình. Thì nói mẹ đi, A-di-đà tính tiếp dẫn mẹ rồi đó. Cười một cái là ra đi thì thượng sanh. Còn nếu hào quang A-di-đà chiếu ít là tại cái định lực của bà hơi ít, vừa thôi, bực trung thôi. Thì bà chỉ gật đầu, hỏi mẹ có niệm Phật không, mẹ gật đầu. Nói mẹ đi nha, gật đầu một cái rồi bà đi, trung sanh. Còn yếu nữa thì cái định lực bà yếu, hào quang A-di-đà chiếu vào đó yếu ớt. Thì cái lỗi không phải A-di-đà. Nếu cái nam châm mình mạnh, cái sắc mình mạnh thì nam châm nó hút mạnh thôi. Thì phải hiểu cái chỗ đó. Thì bà chỉ kịp chớp mắt thôi. Rồi bà đi, giảng sanh là hạ sanh. Còn bà mê mang, hên xui, hên xui. Nếu bà nghĩ tới điều ác, bà tắt thở bốn đường ác liền. Bao nhiêu công phu tu đó không kết quả. Còn bà nghĩ tới điều thiện, bà chết, sanh về cõi trời. Còn nếu bà nghĩ tới điều thiện niệm Phật, bà có phát nguyện giảng sanh về cõi Phật liền. Nhưng mà vấn đề chết, đừng để hên xui. Thành ra người nhắc niệm rất quan trọng. Kêu hoài, bà mê kêu tỉnh, rồi bà mê nữa kêu tỉnh, bà mê nữa kêu tỉnh. Mà nếu bà nhăn cái mặt là biết bà giận rồi đó, thì kê lỗ tai năn nỉ. Mẹ ơi, con muốn mẹ về khỏi Phật, mẹ đi cảnh giới khác khổ lắm, mẹ phải về khỏi Phật. Thành ra con mới kêu mẹ hoài làm phiền mẹ, mẹ đừng buồn con. Nếu người này đã có nghe giảng pháp rồi vui liền, bởi vì cái nghe pháp lý rất quan trọng. Biết là con mình nó thương mình, nó muốn mà giảng sanh, nên bà cảm thấy vui vẻ lại. Cái mặt bà tươi lại thì biết là bà hết giận. Nếu bà mê kêu nữa, chừng nào bà tỉnh táo bà chết, đây là cái điềm lành. Một là mỉm cười, thượng sanh. Hai là gật đầu, trung sanh. Ba là chớp mắt, hạ sanh. Nhớ ha. Rồi lúc đó rồi mình phải giảng cho mẹ mình nghe. Giảng sanh hay không là do sáu căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Nãy mấy ông bà trả rồi, nay tôi mới giảng kỹ là chỗ đó đó. Thì con mắt mẹ nhớ, nếu mẹ thấy được mẹ nhìn hình tượng Đức Phật nha mẹ. Nếu mẹ hình cái hình khác mẹ suy nghĩ tùm lum là không vãng sanh. Cái lỗ tai mẹ nghe, nếu niệm Phật nghe mẹ, nhất là cái niệm Phật có ban hộ niệm. Còn không có thì phải nhờ cái máy. Cái máy là niệm Phật chết, kết quả rất là yếu. Còn cái ban hộ niệm là niệm Phật sống. Nhất là những người có giữ giới, mà có mấy sư cô có tăng ni ta giữ giới kỹ nữa thì bà vãng sanh rất là dễ. Nhưng Phật sống là có cái linh hồn, có cái tư tưởng mình đôn đốc cho cái linh hồn này vãng sanh cao. Thành ra cái ban hộ niệm rất là quan trọng, mà càng đông là càng tốt. Không, mấy ông bà nhớ ha. Đó thì cái lỗ tai mẹ nghe cái ban hộ niệm ta niệm, mẹ niệm theo nghe mẹ. Cái đó là cái động cơ thúc đẩy mẹ sanh cao đấy. Thì bà lắng nghe. Còn cái lỗ mũi mẹ ngửi cái mùi nhang trầm nghe mẹ, con thắp cây nhang cho mẹ đó. Xứ Cực Lạc thơm rất cả triệu lần như vậy, bông sen thơm lắm mẹ. Con sen Cực Lạc thơm gấp cả tỷ lần cái mùi hương này. Rồi mắt, tai, mũi, rồi tới cái miệng mẹ niệm thầm theo người ta. Không được thì mẹ nhép nhép thôi. Còn cái thân mẹ xây về hướng mặt trời lặn. Đó là hướng cái linh hồn, cái thần thức mẹ xuất về đó đó. Mắt, tai, mắt thì thấy hình, tai nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi nhang, miệng niệm thầm theo, cái thân xây về hướng mặt trời lặn. Khi cái thần thức linh hồn mẹ xuất mẹ đi về hướng đó. Còn cái ốc là quan trọng nhất. Vì tôi mới nói là năm căn kia là cảm giác thôi. Cái ốc là mẹ nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật, tưởng tới Phật. Thì linh hồn phát hiện ở đây mạnh nhất. Mà luôn luôn mẹ nhớ tới Phật, nghĩ tới Phật là do mắt, tai, mũi, lưỡi. Nếu con mắt mẹ nhìn hình tượng Phật là mẹ luôn luôn nhớ tới Phật, chứ không nhớ cái khác được. Còn lỗ tai mẹ nghe tiếng niệm Phật là mẹ không nghe ca giọng cổ, tăng nhạc gì hết, mà nghe tiếng niệm Phật. Cái lỗ mũi nghiệm hương trầm và nghĩ qua sen nó thơm vậy đó.
thì mẹ hướng về xứ Cực Lạc. Cái thân vậy thì bà mẹ biết rằng mẹ sẽ xuất ra đó. Còn cái ốc mẹ nhớ nghĩ tới tưởng Phật thì không bao giờ mẹ không giảng sanh. Giờ mẹ không muốn cũng giảng sanh nữa. Thành đã sáu căn tập trung vào cái hình ảnh Di Đà. Và cái điều thứ ba nữa là mẹ nên nhớ là xác thân mẹ phải chết, còn cái linh hồn là không chết. Cái này phải nghe lúc đầu. Cái linh hồn không chết biết chưa? Cái thấy, cái nghe, cái ngửi. Nãy tôi thí dụ đó ha, chứ đừng nói là xác thân tôi chết là tôi chết rồi, tôi không chết đâu. Tôi có một cái không chết. Thì cái này phải giảng lúc còn sống. Rồi giờ nhắc lại thì mẹ cười liền mà nói, con nói đúng, mẹ không chết đâu. Mẹ chỉ bỏ cái thể xác này thôi, cái linh hồn mẹ sẽ về cõi Phật, mẹ đợi con bên đó. Nghe không? Đó là một là thể xác chết, hai là linh hồn không chết, ba là sáu căn phải hướng về câu niệm Phật, hình ảnh Đức Phật. Thứ tư là tất cả các màu mẹ không chấp nhận nghe mẹ. Màu đen là ma, màu đỏ là thần, hai cõi nhà ác lắm. Thần nó chiến đấu đánh giặc hoài, ma thì nó tư tưởng hắc ám lắm. Còn màu trắng nó là cõi trời, trong sạch, trinh trắng, giữ giới rất kỹ. Còn màu xanh là tiên, giữ giới không kỹ mà còn mờ các cõi trời. Nhưng mà cái định lực rất mạnh. Họ tối ngày họ luyện, luyện đơn nấu thuốc. Thành đó họ sống rất lâu. Hai cõi này sung sướng lắm nghe mẹ. Nhưng mà hết phước mẹ phải luân hồi. Mẹ đừng về nghe mẹ. Hai cõi này có tiên nam, tiên nữ đẹp lắm. Mẹ ok một cái là mẹ bỏ xác đây, mẹ dập vô đó thì mẹ kẹt đấy. Chỉ có màu vàng thôi nha mẹ, đầu trọc heo, như các nhà sư có hào quang màu vàng, trên tay cầm bông sen, đó là xác thân của mẹ nha mẹ. Mẹ đừng có thai sanh, đừng nõn sanh, đừng thấp sanh, mẹ phải quá sanh. Có bốn điều thôi, nhắc người chết bốn điều, mà người chết có nghe pháp rồi rất dễ nhắc, đồ đậm nét lại thôi. Còn không nghe pháp gì hết, nhiều khi không hiểu gì hết. Thành ra tôi năn nỉ mấy ông bà, dầu sao cũng phải ráng nghe pháp. Rồi nếu con nó lặp lại, ồ mình đã nghe nhiều lần ông sư giảng rồi, thì bốn điều thôi, xác thân mình phải chết, linh hồn vĩnh viễn không chết. Mà linh hồn là cái gì? Cái nhớ, cái nghĩ, cái tưởng. Nó quan trọng, nó mượn cái ốc để nó phát ra. Còn sáu căn mắt tai mũi lưỡi thì mình tôm hết vào hình ảnh Đức Phật. Còn cái thân xây vào hướng mặt trời lặn. Còn tất cả các màu không chấp nhận, chỉ chấp nhận màu vàng và cái bông sen trên tay Đức Phật thôi. Rồi đó là lúc hấp hối. Còn khi chết rồi muốn coi giảng sanh ở phẩm nào, cao hay thấp, thì đây là cái phần chót. Một đó là mẹ chết tỉnh táo, mỉm cười thì thượng sanh, gật đầu trung sanh, chớp mắt hạ sanh, rồi mê man hên xui. Đó là rồi, không biết. Nhưng mà muốn coi cái nữa là để 8 tiếng. Chết rồi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc chết hết. Nhưng mà dây thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, thần kinh ốc, 8 tiếng mới đứt. Cái này duy thức rất rành khoa học, không biết. Không biết. Vì tôi thật cái tâm lý của Đạo Phật á, 8 tiếng mới đứt. Thành ra chết rồi, trong 8 tiếng hồ không được đụng tới thây ma, không được đụng tới. Chỉ có những người có tu, nhất là những người uống rượu, ăn thịt, không giữ giới, đừng cho lợi gần. Lợi gần cái điện lực mình tỏa ra, người chết sợ lắm. Người kiết nhiều khi bực nữa, bực là nổi sân, là loài xuất sanh thôi. Chỉ có mấy thầy, mấy tăng ni giữ giới kỹ, với đứa con trong gia đình mà Phật tử có giữ giới được lợi gần. Nhưng mà Phật tử không khéo sờ, nhiều khi đụng cái chỗ đau, người chết nổi sân thì xuất sanh. Chỉ có các thầy tu hoặc mấy người có giữ giới già dịu dàng nhẹ nhàng thì rờ hết sâu thân. Trên đỉnh đầu thì đây là qua trung phẩm, ít có khi nào qua, mà vẫn có đấy. Tôi đi vẫn có 3-4 người. Một người ở Vĩnh Châu, một người ở Vĩnh Long. Vĩnh Châu thì 1,000+ hột xá lợi. Tôi là không ngờ. Tôi rờ rồi trên đỉnh đầu còn nóng. Còn cái ở Vĩnh Long này tôi không có rờ, nhưng mà con cái trong gia đình rờ, nó đỉnh đầu còn nóng được đâu 80-90 hột xá lợi. Rồi thì là giảng sanh đấy. Thành đã để 8 tiếng đồng hồ, mà cái ban đầu vừa chết thì hơi sanh. Để chừng 7-8 tiếng rồi hào quang Di Đà chiếu trong đó, thì cái thân thể không phải là của mẹ mình, mẹ mình phân nửa thôi, mà hào quang A Di Đà vào trong đó nữa, tức là tiếp dẫn đấy. Cái tiếp dẫn là hào quang đi A Di Đà chiếu vào trong mình. Nhất là thượng sanh đó thì có khi ở ngoài người ta thấy hào quang nữa. Còn trung sanh, hạ sanh đã ít thấy, chỉ người chết mới thấy thôi. Đó thì để 8 tiếng đồng hồ, tay chân mềm ùi lúc sống, đây là triệu chứng giảng sanh. Còn cứng ngắc như khúc củi thì không giảng sanh. Thường thường người chết mà đọa xuống địa ngục đạo quỷ nào thì chừng
10 phút, 15 phút hoặc nửa tiếng là tay chân cứng ngắc rồi. Cái này để 8 tiếng mặt vẫn hồng hào, lúc sống tay chân mềm như lúc sống, triệu chứng giảm sanh. Đó là hai điểm. Còn cái thứ ba là rờ coi trong thâu thân chỗ nào còn nóng sao cho. Hãy 8 tiếng rồi thì dây thần kinh đứt là cái linh hồn nó mới ra khỏi thể xác này. Còn trong 8 tiếng là linh hồn còn trong đó. Cái bóng đèn còn đứt chứ còn cái luồng điện vẫn còn trong dây. Nên nhớ như vậy. Rồi 8 tiếng rồi rờ nếu trên đỉnh đầu đây là trung phẩm bậc nhập lưu nhất vãng lai bất lai. Lên lúc chết nhờ cái ban hộ điểm sao người này nhận được Phật tánh. Thường thường sống không nhận mà lúc chết dễ nhận. Còn cái thứ hai đó là cái trán này còn nóng. Cái trán này còn nóng thì hạ phẩm thượng sanh. Nếu không là về cõi trời vô sắc, còn có phát nguyện về thượng phẩm hạ sanh. Hạ phẩm thượng sanh. Còn nếu từ cái lỗ mũi xuống cái miệng là hạ phẩm trung sanh. Còn cái ngực còn nóng là cõi người, nhưng mà phát nguyện về hạ phẩm hạ sanh. Còn cái bụng còn nóng là ngạ quỷ. Cái chân còn nóng là súc sanh. Cái bàn chân đó là địa ngục. Từ đây là trở xuống là không êm rồi. Đó thì ba cái triệu chứng. Một là tỉnh táo, mỉm cười, gật đầu hoặc chớp mắt. Hai là 8 tiếng đồng hồ tay chân vẫn mềm. Ba là rờ soát trong thâu thân. Đây là trung phẩm, tức là bậc thánh. Đây là hạ phẩm thượng sanh. Đây là trung sanh. Đây là hạ sanh. Còn từ đó trở xuống dưới là không êm. Như vậy mà nếu thiêu có xá lợi. Đó là trong kinh cho tôi không biết. Nhưng mà tôi nói mấy lần tôi thấy thiêu có như cái ông ở Vĩnh Châu. Ông đó lại có phước. Ông bệnh ung thư phổi. Ông không bao giờ tu, không niệm Phật, không ăn chay. Đứa con năn nỉ quá, ông ăn chay. Ông niệm Phật thì hết bệnh. Ung thư mà bác sĩ chạy á. Ông thấy gì ông tin quá, ông ăn chay trường. Nhưng mà kêu ông thọ giới quy y tam bảo, thọ ngũ giới, ông không. Không, mà ông không có niềm tin. Sao mà xuống dưới Bạc Liêu tôi giảng pháp, ông nghe cái bản pháp môn Tịnh Độ như vậy nè, giảng 2 tiếng mấy hồ, vừa xong ông quỳ lên ông xin thọ giới liền. Trời, đứa con nó mừng quá trời, nó con kêu ba con năn nỉ hết sức, ông không chịu thọ giới. Ông bệnh vậy mà không niệm Phật, không ăn chay, tới giờ không ăn chay trường đó, xưa mà ông niệm Phật đó mà không chịu thọ giới, không quy tâm bảo gì hết. Con năn nỉ hết sức, ông đi nghe pháp hoài 10 mấy vị mà ông không chịu thọ giới. Sao bữa nay không, con không kêu mà ông lại phát nguyện trọ. Sư truyền cho ông đi sư. Thì tôi truyền tôi đặt pháp danh là Liên Trường. Thì đâu 3-4 năm sau được sống, 3-4 năm sau cái bệnh nó tái phát lại, ông không chịu ấy nữa, ông nói thôi để chết. Thì ông mới điện, đứa con nó điện xuống Trà Vinh cho tôi đi. Tôi nói tôi bệnh quá đó, tôi cũng giảng đây nè. Rồi về cái là tôi bị mắc trận mưa, sư cô không có tỉnh lại, tôi không dám ở lại, đi về tuốt Bạc Liêu, về suốt tỉnh xá, nó ướt như chuột lột. Về nó cảm luôn, tôi nói nó nóng, nó sốt. Thì bữa sau cúng hỏi nữa. Nó chết chứ, bữa sau cúng hội. Cúng hội thì đang sắp sửa lên cúng hội thì điện ở Vĩnh Châu điện xuống. Đứa con thỉnh sư về gặp chức, con ra con muốn gặp mặt sư lần cuối. Tôi nói trời ơi, tôi bệnh muốn chết tôi làm sao đi được, thôi sư từ bi mà sư. Sư thương một chúng sanh cũng như là Phật thương con. Nó cứu độ một chúng sanh đó là cái tâm của Phật, cô nói chuyện hay lắm. Tôi nói cô nói hay quá, tôi không có nói gì được hết. Thôi bây giờ tôi bệnh quá tôi không đi được. Cô nói phải đi là sư. Chứ sư không đi là ba con không chết á. Ba con đợi sư à. Biết bao nhiêu vị sư lại thăm mà chú nguyện cho ba con đi. Ba con nhất định không đi. Nói gặp mặt sư lần cho. Tôi nghe nói vậy tôi kẹt quá rồi. Tôi phải đi. Cổ bà kêu Trà Vinh bao xe, cái xe tốt ha, bao với Phật tử đi xuống dưới. Thì lúc đó đổ cơm rồi có nói vào sư khỏi thức pháp sư giao cho ông khó trụ trì đi. Tôi nói không được. Giờ đơn lỡ lên vậy còn sao, nói giờ vậy thì sư thuyết pháp ngắn lợi sư đi nha. Tôi nói pháp làm sao mà ngắn dài được, phải giảng người ta hiểu chứ. Rồi tôi giảng đâu tới 2 giờ. Tôi từ giới đó thuyết pháp lâu lắm, như phần cúng hội, phần đọc kinh sám hối là 2 giờ thì tôi ăn có nửa bụng à. Tôi đi xuống dưới đó thì 7 giờ tối, 5 tiếng đồng hồ. Thì tôi vô ổng mừng quá trời, ổng nói sư, con đợi sư nè, sư chú nguyện cho con đi. Tôi nói trời, ông đi là do ông chứ tôi chứ nguyện, mà con gặp mặt sư thì con mới đi vui, chứ thôi con đi không được. Đó thì tôi mới lại chú nguyện Phật tử 70 mấy người nha, 70 mấy Phật tử mà ta rất tha thiết, ở quê họ rất là thật, kêu gọi lão thật niệm Phật đó. Thì bắt đầu là tôi ngồi xuống, tôi cầm cái micro này tôi giảng cho ông nghe, nó sư nhắc con đi sư. Tôi nói ông quên là sao, nó con nhớ mà muốn sư đồ đậm nét lại, tôi mới giảng 4 điều á.
Thế là ông phải chết linh hồn, mà cái thể linh hồn không chết niệm Phật, ông nhớ nghĩ tưởng tới Phật, tất cả các màu không chấp nhận màu vàng thôi. Nó sư nhắc lại con rất vui, bây giờ con nghe lời sư. Tôi nói thôi giờ ông niệm Phật đi nha. Thì ông bắt đầu niệm Phật thì nhức quá chịu nổi, ông vừa tay vừa chân. Tôi lại nói, tôi cầm cái micro, tôi nói ông vừa vậy là không có đi. Ông nhớ tới Phật là quên cái đau. Ông nói đau quá sư ơi, tôi nói đau là đau mà ông nhớ Phật là ông quên đau. Ông phải tập trung mạnh kỹ lâu sâu chứ. Giờ này giờ phút cuối cùng. Thì ông nói con nghe lời sư, ông nín. Nín đâu được một hai phút thì ông quên nữa. Tổng bắt cái micro lên tôi nói nữa. Ông có nói thôi con nghe lời sư, ông im. Im đâu được 4-5 phút thì ông quậy nữa. Ông nói nhức quá sư ơi, tôi mới bỏ cái micro, tôi lợi sát bên ổng, tôi nói, tôi kể công. Tôi nói tôi cực khổ đó, mà từ Trà Vinh mà tôi lội xuống đây là gần 200 cây số. Mà tôi vì ông tôi bệnh muốn chết nè, tôi cảm nè, tôi giảng pháp rồi tôi cảm, mà vì ông tôi xuống đây. Bây giờ ông vậy là ông không có giảng sanh, không làm gương cho người khác, rồi ông cũng không giảng sanh. Ông nghe lời tôi, ông tập trung hết nhớ Phật A-di-đà thôi. 4 chữ hoặc 6 chữ ông đừng có quên cái nhất đi thì A-di-đà hiện. Ông làm gì A-di-đà đâu có hiện được. Ông vừa bỏ 2 chân, 1 chân nhớ A-di-đà, 1 chân nhớ cái đau, làm sao A-di-đà hiện. Ông tập trung hết A-di-đà đi, quên cái nhất. Ông nói con nghe lời sư, con kính sư quá, con sư cực khổ sư mới đến đây. Nói xong là ông chết. Mà tôi rồi đó có biết chết ra làm sao đâu. Tôi tưởng ông im là ông nằm im thôi. Tôi mới chạy lại cầm cái micro, tôi nói với cô con gái ông, cô đó rất là khôn, con người rất khôn ngoan. Tôi nói cô lại nhắc ổng đi, nhắc ổng nhớ là niệm Phật, đừng có nhớ cái nhất nữa nha. Cô là người nhắc niệm đi. Cô lợi đó cái cô chạy lên nói, bạch sư dường như ba con chết rồi sư. Tôi nói trời sao mà cô hay quá vậy, tôi nhìn tôi không biết chết sống như thế nào. Nói sư khai thị lần cuối là ba con chết rồi đó. Tôi mới lợi tôi để cái tay vô lỗ mũi, không có hơi thở nữa. Tôi mới bắt cái mạch thì thấy êm hết. Tôi nói rồi ba cô giảng sanh rồi đó, thôi tôi về nha. Cô nói đâu được sư, 9 giờ mấy rồi về cái gì nữa. Sư bữa nay là không có nghỉ gì hết, sư xuất pháp hồi sáng rồi sư bệnh nữa, sư ở đêm nay rồi mai sáng hay về. Thì tôi nghe nói thì tôi ở lại đêm. Kẹt quá rồi, tôi nói cái ban hộ niệm người ta xuống đây là người ta về liền đó cô. Nói người ta về đi, mai con ba xe mình sư về, con ba xe xịn cho sư về dưới. Thì tôi thấy cô tha thiết quá, thôi tôi ở lại. Ở lại tới 5 giờ sáng là đủ 8 tiếng rồi đó. Thì 9 tiếng tới 5 giờ là 8 tiếng, 9 giờ. Thì tôi qua tôi nói thôi tôi về nha. Cô nói à, thôi sư về được, bây giờ con bỏ xe cho sư, con điện rồi, nó kêu vô, nó vô liền hà, con có hẹn với nó rồi. Nhưng mà sư phải rời cái xác của ba con. Tôi nói trời, cô chưa rời sao? Nói tụi con đợi sư ra, thấy có sư, sư có cái đức, sư rời không chừng là ba con không giảng sanh cũng giảng sanh, mà giảng sanh thì giảng sanh cao hơn. Tôi nói trời, giờ đó giờ tôi đâu có biết rời cái thay ma. Thì thôi bây giờ con nói ba, tôi cũng ráng rời. Tôi lên tôi rời từ trán cho xuống chân lạnh ngắt hết. Cái bụng là lạnh nhất, còn hơn nước đá, thụt vô là từ dứt ra liền. Tôi nói trời ơi, cái nào cũng lạnh hết rồi cô. Cô nói còn cái đỉnh đầu sư. Tôi nói trời, cái đỉnh đầu không lẽ ổng tu cư sĩ mà lấy cái đỉnh đầu còn nóng. Thì tôi đội cái nón vàng cho ổng, tôi đắp cái vải vàng cho ổng hết. Tôi dỡ vải vàng tôi rờ, rồi tôi thấy cái đỉnh đầu tôi dỡ cái nón tôi rờ, tôi thấy còn nóng. Tôi nói trời, như vậy là ba cô giảng sanh về trung phẩm bậc thánh đấy cô. Thôi giờ tôi về ha, cô thiêu đi có xá lợi. Mà ở nhà làm kim tỉnh hết rồi, chỉ còn đút cái hòm cho kim tỉnh thôi. Thành ra năn nỉ ổng không chịu. Nhưng mà lời cổ cho tôi hay ba con không chịu, sư nói đi. Sư nói là ổng chịu liền à. Tôi nói chờ không biết có linh hồn để nói thử. Trước khi tôi tới là tôi hỏi ổng rồi, cô con cũng giỏi lắm. Cô nhắc thì sư vô cô hỏi ổng thiêu đi sư. Thằng nói nó có xá lợi cho người ta thu. Tôi nói à, thì tôi vô hỏi ổng nói sư dạy sao con nghe vậy. Kim tỉnh rồi hết nhưng mà sư dạy thiêu là con nghe lời sư con thiêu thôi. Thì tôi mới nói, ông nói vậy là con nói, bà nhớ nha, bà hứa sư, thì sư dạy sao mà con cứ nghe vậy đi. Ba theo sư thôi, giờ kinh tỉnh bỏ đó, ai muốn vô thì vô. Đi thiêu con sư đi, thiêu ra đi. Rồi đi thiêu, tôi nói thiêu rồi cô cho tôi biết nha. 2 bữa sau cô điện xuống, cô nói mừng quá sư ơi, một đống xá lợi. Tôi mới hỏi một đống là bao nhiêu, vài trăm hộp không? Tôi nói thử thôi, tôi tính là vài chục hộp thôi. Mà vài trăm hộp, ông nói không có, bỏ một thao vậy, chắc vài ngàn hộp bà sư. Thì tôi thấy cư sĩ mà vậy đó. Thì tôi về tôi suy nghĩ hoài, ông này mới tu có 3-4 năm à, ăn chay trường mới có 2-3 năm à, thế mà niệm Phật mới 3-4 năm mà tại sao lại có xá lợi nhiều vậy? Thì theo trong kinh là giới giảng sanh cao hay thấp là do cái tín nguyện, cái niềm tin ổng là niềm tin tuyệt đối. Tôi nói sao nghe vậy thôi, mà tôi là nói theo kinh, tôi không dám nói ngoài kinh được. Tôi dạy ổng sao là ổng y theo vậy. Và cái nguyện ổng là mong cầu sức lạc, ổng đã khổ nhiều từ nhỏ tới lớn, ông 80 mấy tuổi rồi, ổng biết hết cuộc đời rồi.
Thành ra cái nguyện lực của ông rất là mạnh, cái niềm tin ông rất là vững vàng. Do đó cái ban hộ niệm tới 70 mấy người, mà gặp ngay lúc tôi khai thị, mà chết ngay lúc tỉnh táo. Mà chết rồi 8 tiếng hồ tôi rờ tay chân mềm ùi, mặt hồng hào trở lại. Và rờ cái đỉnh đầu còn nóng, ba cái điểm rất là tốt. Thành ra tôi mới nói có Xá Lợi, nói sư nói linh quá, Xá Lợi một đống. Tôi nói không linh đâu, cái đó là trong kinh á, chứ không phải của tôi. Trước khi dứt lời, tôi cũng cầu chúc cho pháp hội của chúng ta, chúng ta sẽ gặp nhau vĩnh viễn ở xứ Cực Lạc. A Di Đà và mang sắc thân bông sen. A Di Đà Phật.